kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, nếu đã đọc Bên sông Ô Lâu thì nhất định bạn nên đọc Về Huế ăn cơm để được thêm một lần nữa qua những trang văn vừa mộc mạc gần gũi, vừa mênh mang gia diết của Phi Tần, cảm về Huế sâu đậm hơn, với nhiều thích thú hơn. Bạn sẽ hiểu thế nào là ăn nỗi nhớ niềm thương, bởi Về Huế ăn cơm không chỉ viết về những đặc sản của ẩm thực bình dân xứ Huế như bún bò, bánh bột lọc, dưa hường, chột môn, con hến, con chông, cá phá, cá biển, cá đồng, mà còn là chị Huế, hương Huế, quyện cùng cái tình của người Huế, tạo thành những món ngon thấm đậm từ Huế mà không có nơi nào có được. Quý vị và các bạn thân mến, Về Huế ăn cơm do Nhà xuất bản Lao động và G-Books phát hành vào tháng 11 năm 2021. Đây là lời mời và cũng là lời giới thiệu tỉ mẩn thật thà về các món ăn bình dân trong bữa cơm thường ngày của người Huế. Về Huế ăn cơm cũng là lời tự tình yêu quê hương sâu đậm qua những món ăn chắt lọc từ thiên nhiên, đất trời và bàn tay khéo léo của những con người xứ Huế. Huế như một khu nghỉ dưỡng khổng lồ, có núi rừng, đồng bằng, sông nước, biển hồ và đặc biệt là hệ thống đầm phá Tam Giang, cầu hai, trải dài hiếm nơi nào có được. Điều kiện tự nhiên nơi đây tạo nên sắc thái sản vật vô cùng phong phú. Huế không chỉ có 4 mùa xuân hạ thu đông mà Huế có tới hơn 8 mùa. Huế còn có những mùa ai ải, đông không ra đông, xuân không ra xuân, thu không ra thu, nên hoa trái cũng theo mùa mà thuận với trời đất. Một ngày ở Huế đôi khi cũng có nhiều mùa. Buổi sáng là mùa xuân tao nhã tỏa ánh vàng, đến trưa là mùa hè nắng rội, rồi đến buổi chiều đã có gió heo mây mang mát của cuối thu, để đêm về choàng thêm áo đầu đông. Đêm choàng thêm áo đi ra đường hưởng gió, để rồi chẳng biết nhớ ai, chợt nhớ điều gì, và lại ghé quán bình dân dưới ánh đèn vàng góc phố bên người chưa quen mà tha thiết lạ. Món ăn bình dân mộc mạc là vậy, mà người người cùng lúc tấm tắc bởi vì món bình dân còn thấm đẫm hương vị của những câu chuyện đời thường. Món ngon bởi người ta thương nhớ, và người ta thương nhớ một món ăn chưa chắc do nó quá ngon, mà bởi ký ức làm con người ta nhớ quay quắt. Ăn trong ký ức là vậy, người đi xa nhớ quê nhà, đôi khi nấu một món ăn vị hơi đậm đà một tí là xích xoa. Ước gì bây giờ ngồi dưới hiên mưa lành lạnh ở Huế thì hết rượu, hết cơm. Ăn trong hồi tưởng nhớ thương, vì mới ngày nào bên mâm cơm bình dân với cá khoai, cá giác sâm dày cùng với ba mạ, với anh chị em, rộn tiếng cười trong ánh trăng treo đầu ngõ mà giờ xa chẳng lạ. Ăn trong tình thương, vì vừa ăn vừa nhớ. Món chột môn hay cá lệch chị vừa nấu thơm nồng, lại thương đứa em đứt ruột vì nó không về mà ăn. Ăn trong ngậm ngùi mà nhớ thuở hàng chi, miếng ăn khó hiếm. Đôi khi ăn còn thòm thèm mới ngon, mới tinh túy. Ăn còn để dành cho hôm sau hay để dành cho người thân yêu, ăn lấy thơm lấy thảo. Ăn trong thi vị thì các món bình dân dễ làm dễ kiếm, vị mặn mòi xứ biển dưới gốc sân nhà đón gió nồm nam, hay một chiều nao ta về nhà bạn ăn cúng đất thoảng mùi nhang khói, ẩm nồng tiết trời tháng 2 tháng 8. Về đầm phá Tam Giang hay bến đò Ca Cúc, ghé bữa cơm chiều cuối mùa thương nhớ, dợi xa câu hát bolero và thắm mưa rơi. Món ăn là mùi, là vị, là âm thanh, là màu sắc, là nỗi nhớ, là tình thân, là bóng hình xứ sở. Cuốn sách Về Huế ăn cơm với 70 câu chuyện thú vị có sức quyến rũ, mời gọi khi tác giả đặt tả các món ăn xứ Huế. Canh trịa khế chua, đi mô cũng nhớ, cá giác đồng quê, ngọt ngào đường bát, mùa bứa chín, mè đất nấu canh cá cơm, cây giả trong vườn Huế, cuối năm ngồi với bạn quê. Phi Tần đã khéo léo diễn tả
mọi món ăn là mỗi đặc sản đúc kết từ những điều giản dị bình dân và đưa chúng ta về một bữa cơm xứ Huế thân thương. Phi Tần miệt mài đi về từ một miền quê xa vắng đến ngoại ô thương nhớ, rồi đến thị thành tấp nập để tắm trong tình quê đậm đà như da như thịt. Mỗi trang sách, mỗi câu chuyện sẽ mang đến cho người đọc hiểu thế nào là nỗi nhớ niềm thương khi được thưởng thức những món ăn vừa lạ vừa quen trên vùng đất này. Và đọc văn của Phi Tân để nghe văn chẳng ở Huế sớm chiều vẫn còn tiếng gọi thân thương của bà: "Con ơi về ăn cơm." Tiếng gọi triệu mến đó cứ vọng mãi với thời gian. Những ký ức từ trong sâu thẳm tâm hồn được Phi Tân kể lại một cách thật thà, duyên dáng và ẩn đâu đó chút hài hước để người đọc phải bật cười. Tâm hồn Phi Tân giống như một khu vườn quê vô cùng mộc mạc, thuần hậu, chất phác. Một khu vườn đất đai hiền lành được ba tân, mạ tân, ôn mệ gieo trồng những hạt mầm nhân hậu thật thà. Được bà con xóm giềng, bạn bè gieo thêm những hạt mầm tốt đẹp về tình làng nghề xóm, tình bạn. Trong khu vườn ấy, mọi loài cây đều cùng lớn lên, vui vẻ bên nhau. Không chỉ Tân may mắn được lớn lên trong khu vườn ấy, mà mỗi độc giả chúng ta khi đọc sách của Phi Tân ngày nay cũng là người may mắn vì được đọc những trang văn đẹp, những ký ức đẹp của một người có tâm hồn thuận hậu chân chất. Những chuyện Tân kể nhắc người đọc, những đứa trẻ sinh ra trong thập niên 65-75 của thế kỷ 20, nghĩa là cách đây chừng 45 năm hay 50 năm, có lẽ nhớ về thời thanh xuân trong cuộc đời của mình. Giai đoạn ấy thiếu thốn cái ăn cái mặc, nhưng không ai bị lẻ loi cô đơn, cực khổ nhưng ấm áp tình cảm. Giai đoạn ấy đã nuôi dưỡng rất nhiều người hôm nay trưởng thành và thành nhân, trong đó có Phi Tân. Về Huế ăn cơm. Cơm mà Phi Tân mời gọi là cơm bình dân, cơm quê, cơm mà nấu, cơm của cá đồng, rau vườn, cơm của con quýt, con tép, con hến, con trìa, con ốc, con cá ngừ biển Thuận An, con nuốt Tam Giang, cơm với giả trộn, rau khoai luộc, rau muống bóp, cơm với canh dưa hường, dưa gang chấm ruốc, cơm ấm trong vị nén cay phòng cảm cúm, vị trái ớt xanh thơm nồng của chén nước mắm ớt bột đậy mùi thơm vị biển. Cái thực đơn hàng mấy chục món mà Phi Tân dọn ra trong Về Huế ăn cơm mà chẳng tìm ra món mâu gọi là cao sang, đắt tiền hay chế biến cầu kỳ, công phu. Tất cả đều là món quê, món bình dân mà đọc lên món nào cũng nhớ, cũng thèm, nhất là mấy cái món có gắn với nước mắm và ớt. Đọc Về Huế ăn cơm của Phi Tân làm cho người ta có cảm giác thấy mình hạnh phúc. Phi Tân nhắc về những ngày tuổi thơ êm đềm, nhớ những buổi cơm tối cả nhà quây quần quanh bà bên cái bếp, bên những âm thanh xèo xèo trong chảo của mạ và mùi thơm của thức ăn bay lên. Bếp lửa hồng soi rõ khuôn mặt mạ và ánh mắt của những đứa trẻ khi mạ bưng mâm cơm lên và cả nhà quây quần. Bếp lửa ấy, không khí ấy, cái bụi thức ăn ấy, cái vị mỡ béo và nước mắm mặn cùng hương thơm của ớt tỏi ấy không chỉ là của bếp nhà Phi Tân mà là của rất nhiều người Huế thời kỳ ấy. Đọc Về Huế ăn cơm để thấy sự dẫn dắt câu chuyện của Phi Tân không phải là nghệ thuật văn chương này nọ như chúng ta thường phân tích trong các bài bình văn, mà đó là sự hấp dẫn đến từ sự chân thật. Một sự chân thật đậm đà tình thương mạ, tình cảm gia đình mà ai đọc cũng thấy có mình trong đó. Về Huế ăn cơm, món mặn, món ngọt, món khô, món nước, món nào cũng có. Phi Tân thì có tài ăn mà nhớ, đặc biệt phải kể đến câu chuyện ngon như hến trong tập tản văn Về Huế ăn cơm của tác giả Phi Tân. Món hến phai gồm hến, thêm ruốc, sả, ớt tươi, lá chanh, cựng, mấy hộp ném nữa. Nồi canh hến sôi lên, mùi bay từ bếp tỏa ra tận ngoài ngõ, thơm nồng nàn đến độ lũ trẻ đang chơi hàng máu ngoài đường xóm phải dừng lại nghe mùi, hỏi nhau: "Tối nỉ nhà mi nấu canh hến à?" Lúc đó đứa bồ cũng có cảm giác bụng đã đói rồi.
nồi canh hến được dọn ra mâm đặt ngay giữa thềm, mã múc cho mỗi người mỗi tô để lặt hến trước, ăn canh với cơm sau. Còn hến tiền đã chín, thấm hương vị màu mè nhưng không còn mùi tanh nữa. Nước hến cũng ngọt và thơm, màu xanh của nước phá Tam Giang, chan với cơm, ăn không bao giờ chán. Không chỉ viết về những đặc sản của ẩm thực bình dân xứ Huế, bún bò, bánh bột lọc, dưa hường, cuốn sách về Huế ăn cơm của Phi Tân còn là vị Huế, hương Huế, quyện cùng cái tình của những con người nơi đây. Chúng tôi tin bạn đọc, dù ở lứa tuổi nào cũng sẽ tìm thấy ít nhất một kỷ niệm về mạ của mình, về những bữa cơm gia đình, những món ăn cùng bạn bè, hay ấn tượng về một món ẩm thực Huế khi đọc quyển sách này của Phi Tân. Bởi một lẽ đơn giản, tất cả những món ăn đó đều có trong cơm mà nấu. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 7 giờ 40 phút, 20 giờ 30 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.